Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Binh Top. Ngày hôm nay chúng ta sẽ không nói về dự báo thời tiết hoặc là những trận bão lũ lụt thông thường, mà chúng ta sẽ nói về một chủ đề, đó chính là một chuỗi các thảm họa thiên nhiên kinh hoàng. Nhưng trước khi bắt đầu, đề nghị các bạn chuẩn bị tinh thần, thắt dây an toàn và chúng ta sẽ leo lên cỗ máy thời gian để cùng nhau khám phá. 10 thảm họa thiên nhiên kinh hoàng nhất trong lịch sử. Bão Thiếp. Vào ngày 12 tháng 10 năm 1979, bão Thiếp đã làm nên lịch sử với áp suất không khí thấp nhất từng được ghi nhận ở mực nước biển trên trái đất 870 millibars. Áp suất không khí trên mực nước tiêu chuẩn là 1013,25 millibars, bão Andrew cũng chỉ tới 922 millibars. Bão Thiếp có một cơn gió duy trì trong vòng 1 phút với vận tốc là 190 dặm trên 1 giờ. Nó đã giết chết 99 người, một con số thấp hơn so với một số thảm họa khác trong danh sách này. Nhưng điều này phải được đặt dưới góc độ của một cảnh báo lâu dài trước khi một cơn bão tiếp theo ập đến. 44 trong số những người thiệt mạng là ngư dân ở Thái Bình Dương. Thiếp làm chìm 8 tàu, một trong số này là chiếc tàu chở hàng khổng lồ bị cơn bão làm gãy đôi. Nó không chỉ là cơn lốc xoáy mạnh nhất mà còn là cơn lốc xoáy lớn nhất từng được ghi nhận, có kích thước bằng một nửa nước Mỹ, không kể Alaska. Hohenios Limnit phun trào. Các vụ phun trào Limnit là một trong những thảm họa thiên nhiên kỳ lạ nhất được biết đến. Các tiêu chí cần thiết cho thảm họa này xảy ra rất khó, khiến chúng trở nên rất hiếm. Hohenios nằm trong một khu vực rất xa của rừng rậm Cameroon. Nó không phải là rất lớn, chỉ có 1,2 dặm, nhưng nó là khá sâu, 682 feet. Dưới lòng đất, một buồng chứa mangan đang rò rỉ carbon dioxide vào nước. Điều này làm thay đổi nước thành axit carbonic. Carbon dioxide đặc hơn không khí 1,5 lần. Đó là lý do nó sẽ không bốc lên từ đáy hồ, trừ khi có một lực khác đẩy lên. Chỉ có 3 hồ như vậy được biết trên trái đất. Vào ngày 21 tháng 8 năm 1986, carbon dioxide dưới đáy hồ đột nhiên phun trào cùng một lúc 1,6 triệu tấn và giải phóng một đám mây carbon dioxide từ hồ. Đám mây này nặng hơn không khí, ôm lấy các đường viền mặt đất và thổi ra khỏi hồ với vận tốc 60 dặm trên 1 giờ, lan xuống dốc khắp khu vực với vận tốc lên đến 30 dặm trên 1 giờ và chiếm chỗ của toàn bộ lượng oxy trong một số ngôi làng nhỏ, làm ngạt thở từ 1.700 đến 1.800 người. Cũng không ngoại trừ gia súc của họ, lực đẩy khí cũng làm thổi bay bản thân nước hồ. Cụ thể là trong một cơn sóng thần cao 80 feet, nó cuốn trôi cây cối, bụi rậm và đất ra khỏi một bên bờ. Trận động đất ở Chile năm 1960. Trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận xảy ra gần Valdivia, Chile vào ngày 22 tháng 5 năm 1960, lúc 2 giờ 11 phút chiều địa phương, có tới 6.000 người thiệt mạng. Những người chứng kiến kể lại, toàn bộ thế giới dường như được Chúa nắm lấy một đầu của nó và buộc nó hết sức có thể vào một sợi dây, đầu còn lại chuyển động tự do, 40% ngôi nhà ở Valdivia đã bị san bằng. Codonculli, một ngọn núi lửa đang hoạt động gần đó, đã bị xé toạc và buộc phải phun trào. Trận động đất đo được 9,5 độ và được ghi nhận 6.000 dặm. Trong tất cả năng lượng địa chấn của thế kỷ 20, bao gồm cả trận động đất ở Ấn Độ Dương năm 2004, 25% tập trung vào trận động đất ở Chile năm 1960. Nó gây ra những con sóng cao 82 feet đi qua bờ biển Chile, Hilo, Hawaii đã bị tàn phá. Trận động đất có năng lượng bề mặt gấp đôi trận động đất ở Ấn Độ Dương năm 2004 và bằng 178 tỷ tấn TNT. Nó đủ cung cấp năng lượng cho toàn bộ nước Mỹ với mức tiêu thụ năng lượng năm 2005. Làn sóng nhiệt châu Âu năm 2003. Châu Âu không quen với mùa hè nóng nực vì mùa hè nóng nực hầu như không bao giờ xảy ra ở đó. Nhưng vào năm 2003, họ đã gặp phải một cuộc tấn công có thể khiến vùng Đông Nam Hoa Kỳ hoặc vùng hẻo lánh của Úc phải ngồi lại và kinh ngạc. Ở châu Âu, hầu hết các ngôi nhà được xây dựng trong 50 năm trước năm 2003 đều không được trang bị máy điều hòa nhiệt độ vì chưa bao giờ họ cần để điều hòa không khí. Giờ đây, hơn một nửa trong số họ đã tự trang bị cho tương lai. Chỉ tính riêng ở Pháp đã có ít nhất 14.802 người chết vì nắng nóng.
hầu hết là những người già trong các viện dưỡng lão hoặc các gia đình đơn lẻ không có khả năng có các thiết bị làm mát. Nắng nóng làm khô phần lớn châu Âu và cháy rừng nghiêm trọng bùng phát ở Bồ Đào Nha. Khoảng 2.000 người đã chết ở đó vì nắng nóng. Khoảng 300 người chết ở Đức, nơi thời tiết thường rất lạnh đến ôn hòa. 141 người ở Tây Ban Nha, nơi nhiệt độ thực sự lên đến 90 độ F. 1.500 người ở Hà Lan. Sự nóng lên đã làm tan chảy rất nhiều sông băng ở Alpin, tạo thành lũ quét. Mùa vụ cũng bị ảnh hưởng đáng kể chứ không chỉ có con người. Cụ thể, vụ thu hoạch rượu vang đến sớm hơn một tháng để cứu nho. 75% lúa mì của Ukraine bị chết khô. Cơn bão thế kỷ. Từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 3 năm 1993, một cơn bão lốc xoáy đã hình thành ngoài các lớp áo phía đông của Hoa Kỳ. Với kích thước khổng lồ đến mức nó gây ra một đợt thời tiết khắc nghiệt độc nhất vô nhị. Hiếm khi có một hệ thống bão duy nhất gây ra bão tuyết từ biên giới Canada-Hoa Kỳ đến Birmingham, Alabama, nhưng hệ thống này đã xảy ra và Birmingham đã nhận được 12 đến 16 inch tuyết rơi. Trong một ngày một đêm, điều này đi kèm với gió giật mạnh ở khắp mọi nơi với cường độ 10 độ F. Cán chảo Florida nhận tới được 7 inch và điều kỳ lạ là 5 người đã thiệt mạng vì lốc xoáy ngay giữa trận bão tuyết này. Appalachians ở Bắc Carolina, Virginia và Tây Virginia đã nhận được lượng tuyết dày lên đến 3,5 feet với độ trôi lên đến 35 feet. 300 người chết cóng trên khắp các vùng ở nửa phía đông của đất nước khi nguồn điện bị sập do cây gãy đổ. Gió giật 100 dặm trên một giờ đến cả Havana, Cuba. Đây chính là những lý do khiến nó được gọi là cơn bão thế kỷ. Trận lụt lớn năm 1931. Thảm họa thiên nhiên gây chết nhiều người nhất từng được ghi nhận xảy ra trong suốt mùa đông, mùa xuân và mùa hè năm 1931 ở miền Trung Trung Quốc. Có ba con sông lớn thoát nước trong khu vực này là sông Dương Tử, sông Hoàng và sông Hoài. Cả ba đều bị ngập lụt một cách thảm khốc bởi các trận bão tuyết mùa đông đặc biệt nặng ở các ngọn núi xung quanh các lưu vực sông. Và khi mùa xuân bắt đầu, tất cả lượng tuyết này tan chảy và chảy thành sông. Sau đó mùa xuân mang đến những cơn mưa đặc biệt. Mùa bão thường chỉ mang lại 2 cơn bão mỗi năm, nhưng thời điểm đó lại mang đến 10 cơn bão. 7 cơn bão trong số đó vào tháng 7. Tất cả lượng nước này đã làm ngập 3 con sông lớn, đặc biệt là sông Hoàng Hà. Không những thế, chúng còn làm ngập một khu vực rất lớn. Sức bằng phẳng của Trung Quốc có khoảng 3,7 đến 4 triệu người đã bị chết đuối hoặc chết đói. Thành phố Nam Kinh, thủ đô của Trung Quốc vào thời điểm đó đã trở thành một hòn đảo được bao quanh bởi hơn 100.000 km2 mặt nước, nhiều diện tích hơn bang Andinaga hay toàn bộ Bồ Đào Nha. Vụ nổ Tunguska. Vào ngày 30 tháng 6 năm 1908, vào khoảng 7 giờ 14 phút giờ địa phương, một tiểu hành tinh hoặc sao chổi đã hạ thấp xuống trên sông Tunguska ở Krasnoya, Nga, một khu vực hẻo lánh của Siberia và phát nổ ở độ cao từ 3 đến 6 dặm. Nó phát nổ bằng năng lượng của một quả bom nhiệt hạch lớn nhất mà Hoa Kỳ đã từng thử nghiệm, quả bom Castle Bravo 10 đến 15 megaton. Đây là 1/3 sức mạnh của vũ khí nhiệt hạch lớn nhất từng được kích nổ. Tisa Bomba, nó lật đổ khoảng 80 triệu cây cối trên 772 dặm vuông của Siberia Taiga. Rất may không ai bị giết bởi vì các nhân chứng gần đó cách khoảng 40 dặm. Họ cho biết họ đã nhìn thấy một cục sáng màu xanh lam, sáng ngang với bầu trời, ánh sáng gần như mặt trời, sau đó một tia chớp và một âm thanh giống như tiếng pháo ngay bên cạnh họ. Đối với 100 dặm xung quanh tâm chấn, con người đã bị đánh văng ra khỏi bàn chân đang đứng trên mặt đất của họ bởi các sóng xung kích. Quần áo của họ bị đốt đi, cửa sổ bị vỡ và cây cối thiêu đốt đến chết và thổi qua. Những chiếc khóa sắt đã bị cậy bay ra khỏi cửa chuông. Vụ nổ này là quá đủ để thiêu rụi toàn bộ dân số Nhật Bản. Vùng đô thị São Paulo, vùng đô thị Buenos Aires hoặc toàn bộ Megalopolis ở New England từ Boston đến Washington DC. Cơn lốc xoáy F5 Price Chris 1999. Vào ngày 3 tháng 5 năm 1999, một trận lốc xoáy bùng phát kéo dài trong 3 ngày, bắt đầu bằng một tiếng nổ.
khi một trận F5 hình thành vào khoảng 7 giờ 12 phút tối. Theo giờ địa phương, cơn lốc xoáy này là trận gió mạnh nhất từng được ghi nhận trên trái đất với vận tốc 318 dặm trên một giờ. Nó giết chết 36 người và đi về phía đông bắc từ Amber, Oki, qua Price Creek và Maury. Maury là một thành phố ngoại ô phía nam của thành phố Oklahoma, và nếu cơn lốc xoáy di chuyển về phía bắc vào thành phố, nó có thể sẽ gây ra nhiều người chết hơn bất kỳ cơn lốc xoáy nào khác trong lịch sử và trở thành cơn bão lớn nhất. 8.000 ngôi nhà bị xóa sổ, nó xé vụn các phương tiện lớn bằng các mảnh vỡ, sau đó quấn quanh các cuộc điện thoại, ném chúng hoàn toàn qua các nhà kho, quất những chiếc ô tô và rơm rạ thông qua những cây thông dài 8 inch. Đây là lần đầu tiên đài thời tiết địa phương đưa tin qua radio rằng nếu cư dân không giữ an toàn dưới lòng đất, họ sẽ bị giết. Nấp dưới đệm, trong bồn tắm, trong mương hoặc dưới gầm cầu vượt, mặc dù có vẻ an toàn nhưng vẫn không đủ. Vụ phun trào Tambora năm 1815. MT Tambora nằm trên đảo Sumbawa, phía nam Indonesia. Nó phun trào từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 4 năm 1815. Nhưng điều tồi tệ nhất là vào những ngày cuối, từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 4, sức mạnh được đánh giá là 7 trên chỉ số nổ núi lửa, khiến vụ phun trào này trở nên mạnh nhất trong lịch sử được ghi nhận, mạnh gấp 4 lần so với vụ phun trào Krakatoa vào năm 1883. Điều này có nghĩa là vụ phun trào Tambora mạnh gấp 52.000 lần vụ nổ ở Hiroshima. Tất cả thảm thực vật trên đảo Sumbawa đã bị đốt hoặc bật gốc, trộn với tro bụi và trôi ra biển. Tro đá bò không hòa trộn tốt với nước và một trong những bè tro và gỗ này trôi dạt đến tận Calcutta, Ấn Độ. 92.000 người đã thiệt mạng, hầu hết do đói khát. Đây là thiệt hại nhân mạng lớn nhất do một vụ phun trào núi lửa gây ra trong lịch sử được ghi lại. Lớp tro mịn vẫn còn trong bầu khí quyển trong 3 năm và bao phủ toàn bộ hành tinh, gây ra cảnh hoàng hôn rực rỡ và năm không có mùa hè nổi tiếng ở cả Bắc Mỹ và châu Âu, cho làm gián đoạn thời tiết và khiến nhiệt độ toàn cầu giảm trung bình 1,3 độ F, một mức giảm rất lớn. Năm 1816 là năm lạnh nhất trong những năm 1810 và là thập kỷ lạnh nhất của thế kỷ vì vụ phun trào. 12 inch tuyết rơi tại thành phố Quebec từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 6 năm 1816. Cây trồng ở toàn bộ Bắc Bán Cầu bị hư hại nghiêm trọng. Trận động đất Mega Tsunami ở vịnh Lituya năm 1958. Mega Tsunami chỉ được đưa ra lý thuyết cho đến ngày 9 tháng 7 năm 1958, khi ở vịnh Lituya, một vịnh rất hẹp của Alaska, xảy ra một trận động đất mạnh 77 độ Richter, làm rung chuyển 90 triệu tấn đất đá và băng ra khỏi sườn núi ở đầu vịnh. Nó làm rơi xuống cùng một lúc, gần như thẳng đứng và hạ cánh như một tảng đá nguyên khối xuống đầu nguồn của vịnh. Điều này tạo ra làn sóng cao nhất từng được ghi nhận trên trái đất, 1.720 feet, cao hơn 470 feet so với đầu anten của tòa nhà Empire State. Trên thực tế, nó cao hơn tất cả, trừ 5 tòa nhà chọc trời cao nhất trên trái đất hiện nay, và hầu hết những nhà khoa học đồng ý rằng nó có đủ sức mạnh để xé toạc những tòa nhà này khỏi nền móng của nó. Sóng truyền từ đầu vịnh ra biển khơi, và vì vịnh rất hẹp nên sóng đã dồn lên các sườn núi. Nó chặt đứt tất cả các cây ở độ cao 3-6 feet so với mặt đất, ở mọi nơi cao tới 1.720 feet xung quanh biển. Các bạn thấy video này đã đủ hay và hấp dẫn chưa nào? Và nếu như các bạn muốn mình làm thêm bất kỳ chủ đề nào thì đừng quên là để lại comment ở phía dưới nha. Và hãy nhớ rằng để ủng hộ tinh thần Chơi Binh Top cũng như Da Muội bằng việc like, share và nhấn luôn cái chuông ở bên cạnh để có thể đón xem nhiều video hấp dẫn tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn!